Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Spawn, Ice Cream, Granny, let's go. Level 1. Ok. Đây thì mình sẽ chạy vào đây. Let's go. Chapter 2. Granny đang ở đây. Một tấm bắt đầu. Tấm bắt đầu thứ hai. Let's go. Level 3. Level 4. Ok. Các bạn nhìn nó theo bản đồ này và các bạn sẽ đi theo hướng dẫn của bản đồ. Ở đây thì chắc sẽ đi đường này rồi. Mà ta đang ở gần đây. Rồi, chuồn nhanh. Let's go. Ok, level 5. Là gì đây? Ồ, đây đi. Một chiếc chìa khóa. Sau đó thì mình sẽ phải dùng chiếc chìa khóa này để mở một cái gì đó. Cánh cửa ở đây rồi. Một bộ xương. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai. Ice Cream 1. Let's go. Một cuộn rơi. Wow, chúng ta bắt cóc cô bé này rồi. Bây giờ thì mình sẽ phải xuống và tìm cách để giải cứu cô bé thoát khỏi chúng ta. Let's go. Oh my god, lag quá. Rồi, gặp rồi. Let's go. Rồi mình sẽ phải tìm những thùng rác này, xem có mỏ giấy nào không. Đây rồi. Oh my god.
Oli. Dolan làm việc, ok. Rồi bây giờ mình sẽ chạy vào xem. Ở đây thì mình sẽ chui vào đường cống này. Ở trong đường cống này thì có một hàng rào sắt. Mình sẽ dùng cái này để phá tan hàng rào sắt này. Let's go. Su. Không biết ông ta đang ở đâu. Ông ta đang ở tít kia cơ. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ phải đi lấy xăng. Càng nhanh càng tốt. Rồi các bạn chui sang bên kia, ở kia thì có một bình đổ xăng và các bạn sẽ đổ đầy xăng vào cái thùng này. Let's go baby. Rồi ok, đổ thôi. Mong sao ông ta không có ở đây. Thì mình sẽ đỡ phải chui ra từ tận ngoài. Ô, ông ta nhìn mình rồi. Ok, let's go. Ok. Rồi, mình cũng chui vào đây. Ở đây thì có một xe cầu. Mình sẽ hạ cái cần cầu này xuống. Thì sẽ có một lỗ chui. Mình sẽ chui sang. Ok, lên đây hạ nào. Rồi, mình sẽ chui sang. Let's go baby. Ở đây các bạn phải tìm một chiếc áo. Ở trong đó thì có một chiếc chìa khóa. Không biết có ở đây không. Chỗ này không có này. Ở đây cũng không này. Ở đây có rồi. Ok. Mình vào đây. Let's go. Rồi sau đó thì mình sẽ vào bắt cung. Vẫn chưa thấy ông ta đâu. Yeah.
trả lời. Ok, mình sử dụng cái này để đi lấy một tấm thẻ. Tên của ông ta đó là Đô Lan. Đây rồi. Người này có vẻ là dân Ấn Độ. Rồi ok, và mình sẽ quay lại chỗ quán cà phê. Let's go. Không biết mình ném tới được trên đầu ông ta không? Không tới rồi. Oh my god. Rồi, lúc này thì mình phải đi tìm cách để mở ra. Sau đó thì mình sẽ tẩu thoát, thoát khỏi ông ta. Chiếc chìa khóa nó đâu rồi? Ok, let's go. Rồi, và mình đã cứu thoát được cậu bé này. Chạy thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, Ice Cream 2. Let's go.
Phần 2 này thì ông ta lại bắt một cô gái. Mình sẽ tua phần này đi. Bắt cóc cô gái. Và mình cũng là bạn của cô ấy này. Mình có map vào đầu. Sau đó thì mình sẽ vào cho xem. Ok. Chúng ta đang ở đây. Mình sẽ đưa chúng ta đi nào. Ok. Ok, ông ta chưa phát hiện ra mình rồi. Chuẩn bị ông ta luôn. Đây là một tấm vé này, các bạn vào ngôi nhà xung quanh này. Comics. Let's go. Sau đó thì mình sẽ dùng cái này để trao đổi. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Kapus. Rồi mình sẽ chui vào trong đây. Mở cái này ra nào. Đây là một căn phòng khóa kín từ bên trong.
bắt buộc các bạn phải chui đường này thì các bạn mới vào được căn phòng này. Thì các bạn vào đây để làm gì? Đó chính là để các bạn phải đi lấy một cái bình ga. So, ok, let's go. Oh my gosh, nhanh lên nào. Không ông ta sẽ phát hiện ra. Lúc đó thì mình sẽ không thể nào chạy được. Đó, ông ta nghe rồi. Oh my gosh, nhanh lên thôi. Không biết có kịp chạy không. Ok, chạy được rồi. Rồi, mình xin lỗi ông ta. Thì mình sẽ đi sang thăm ai, chú trai. Help me out of here. Xem tôi đi. Ok, let's go. Không biết ông ta đang đâu. Lấy này. Sau lấy vào đây, tí ông ta sẽ thắp hương cho bố ông ta. Okay. Oh my god. Mình không nghĩ là ông ta đến mức độ nhanh đến mức độ ấy. Rồi mình sẽ phải tìm cách để chuột ra đây. Các bạn cần tìm một chiếc chìa khóa. Xin tôi đi. Hộp thức ăn dành cho mèo. Xin cảm ơn. Thì ông ta cũng ở trong ngôi nhà này. Ok, không có. Rồi mình sẽ trốn một lúc xem, ông ta có phát hiện không. Bắt buộc rồi. Oh my god, không chạy được. Trốn đâu. Để cho ông ta đi ra ngoài. Ông ta vẫn ở cố ở đây. Thế thì không làm gì được rồi. Bắt buộc mình phải bị ông ta bắt. Lúc đó thì có thể mình sẽ tẩu thoát ra khỏi đây. Không đi được các bạn. À được rồi. Let's go. Ok, mình đã giải cứu cô bé này thành công. Rồi, sau đó thì mình sẽ sang tới căn thứ tư, ice cream bar. Let's go.
Ok, mở cửa ra nào. Sau đó thì mình sẽ đi xuống tầng 1. Mở cửa đi ra nào. Let's go. Thôi mình nghĩ cho ông ta chưa nhìn thấy mình. Mình sẽ về luôn xe, sau đó thì sẽ di chuyển đến nơi khác. Oh my gosh, quên. Lúc này ra đây. Cái này chắc ở gần đây thôi. Mừng chừng các bạn. Đợi rồi. Cho ông ta không phát hiện ra mình đâu. Đâu nhờ. Đây. Quên tao ngay đây. Oh my gosh. Đó, khi có cái gì trên tay, các bạn cứ cầm và ném thẳng vào người ông ta thôi, là các bạn sẽ chuồn được. Oh my god, phải nhanh, ok. Sau đó các bạn có thể gọi bạn của các bạn về. Cô làng này đang ở trong đây. Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Yes, in the end, I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Oh, it is so nice! We have to do something. Okay, I'll follow you. Okay. Các bạn sẽ dẫn cô làng này về. Về xe. Các bạn dẫn hai người. Đó là một cô làng và một anh chàng béo. Phần 1. Đây là cô làng phần 2. Sau đó thì các bạn sẽ ăn sang một map, đó chính là toa tàu. Ở đó thì có thêm một con ngựa, đó chính là một con ngựa màu xanh. Và cứ thế là các bạn làm theo nhiệm vụ thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 5. Let's go. Oh my gosh.
chiếc xe đâm thẳng vào một cái cây. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào trong bên trong xem vào trong này có gì không. Đây rồi, ở đây có một cái gì đó rất là nguy hiểm luôn. Đập vào đây. Oh man. Let's go. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Okay. Rồi, phần này thì mình sẽ phải đi được nào. Đây rồi. Đây có một cái gì đó. Một cái thang. Mình sẽ phải đứng đây và lấy đâu. Ok. Và một cái gì ở đây. Có một cái đỏ đỏ này. Chắc cắt đặt cái thang vào đây rồi. Ok, mình xem này không. Rồi, level 3, let's go, baby. Và bây giờ thì sẽ phải đi tìm tiếp. Không có gì không. Mình sẽ phải đi xung quanh. Đây rồi. Ở đây có một cái gì đó. Một cục đá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. Ok. Nhiệm vụ của lần này không biết là gì. Đó là các bạn phải đi đến cái chấm đỏ đây. Cứ thế đi thôi. Cái đầu tiên các bạn sẽ đặt vào đây. Ok, let's go. Đôi lặng. Rồi. Scary, ice cream, teacher, and pizza. Okay. Wow. Thank you.
lấy rồi. Mở những cửa đây ra, sau đó tụi mình sẽ lấy một chiếc chìa khóa. Và sau đó khóa những cửa đây ra. Bà ta sẽ không thoát ra được bên ngoài. Ok. Level 2. Mình là từ học sinh. Sau đó thì mình sẽ ra căn phòng. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Đây rồi. Ồ, lại chờ hàng. Chờ hàng đi đâu ra? Chỗ này là một này. Tiếp tục là, let's go. Bây giờ thì mình sẽ sang từ game tiếp theo. Cà phê, Isia Crib. Let's go. Một chàng trai đang chưởng ai đó. Nhiệm vụ lần này của mình đó là đi đến cái điểm chạy xong có kịp không? Đã bị ông ta leo rồi. Cố gắng chạy đến cái điểm này. Đã thành công.
69 mét. Trên này còn là một cái gì đây? Nhặt lên xem nào. Ồ, một khẩu súng có 5 viên đạn. Tức là các bạn phải đi tiêu diệt 3 người này. Ok, mình sẽ tiêu diệt từng người một. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Dark Ice Cream. Play. Level 12. Ok. Và level 12 này thì các bạn phải đi tiêu diệt 6 người. Ồ, quên, mình chưa chọn khẩu súng. Sniper. Sniper này bắn chắc là không trúng rồi. Chạy đó. Let's go, let's go. Mở 4 đi. Ok, một anh chàng đã bị chết. Và tiêu diệt người kế bên. Đầu thế. Tìm anh ta vẫn sống rồi. Vẫn nhe răng. Ok. Ồ, anh ta vẫn còn sống này. Wow. Mình còn hơn nửa cây máu nữa. Còn hai người nữa thì đơn giản thôi. Rồi, còn một người xa. Ok. Sau đó thì các bạn sẽ phải chạy vào trong căn nhà này. Ở trong căn nhà này thì sẽ có một món đồ. Không biết đó là gì. Theo mình nghĩ đó là một thanh kiếm samurai. Không biết có đúng không. Chuẩn luôn, một thanh kiếm samurai. Let's go nhà thôi. Ok. Và các bạn có thể làm nhiệm vụ tiếp theo. Rất đơn giản từ game này thôi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Ice Cream. Cà phê 2. Chapter 2. Let's go baby. Rồi đã vào game. Ok. Level 4. Ở level 4 này thì các bạn phải đột nhập vào trong một căn phòng. Sau đó thì sẽ phải phá các bảng điện tử. Ông ta có quanh lại đây đâu. Mình sẽ đánh to quanh đi. Mình có đột nhập vào đây không? Đột nhập được. Ok, phá luôn. So let's go. Now Finn, poison and push it into the drink of ice cream. Okay.
bị không? Room and enter. So what was? Oh my gosh. Nó nằm ở chỗ nào đây? Vào trong này tìm xem. Mà mình không thấy ông ta đâu. Không biết ông ta đi đâu rồi. Để tìm được cái mắc quất đó thì các bạn mới mở cánh cửa ra được. Còn nếu không thì các bạn sẽ thua. Và các bạn lại bị trở lại từ đầu. Quả này là mình thua rồi. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. So, ok. Phần này thì mình đi đâu đây? Có một anh chào ông. Ông ice cream, ông ta đang coi một cái chiếc xe. Oh my gosh. Ông ta đang bắt cóc một cậu bé. Bây giờ mình phải chạy đi đã. Sao chạy có vẻ chậm thế nhỉ? Mình phải đi tìm một căn nhà. Đây rồi, một chiếc chìa khóa.
Ok. Rồi mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.